Rồi, Toàn mến chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99 ha. Thì lời đầu tiên trong video, Toàn cũng xin chúc cho quý cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay em sự sáo lộc ổng có giao lưu tầm khoảng 20 gốc mai. Thì mỗi cây bình quân nó tầm khoảng 25 cho đến 60 cm ha. Thì phía trước nhà của dưỡng sáo thì cũng có được mấy cây. Còn phía sau hè thì tầm khoảng 20 cây đổ lên nha quý cô chú anh chị. Thì sau đây Toàn với anh Nhàn chỉ đo thông số vài cây thôi ha. Này thì mình mà báo giá tại vườn, bán tại vườn luôn ha anh Nhàn. Bán tại vườn. Dạ. Cái này dưỡng sáo lộc là bán tại vườn luôn nha quý cô chú anh chị. Đâu mình đo hảo hảo cây đó thử anh Nhàn. Cái này nè. Dạ. Thì trong đây thì Toàn với anh Nhàn. Anh Nhàn này thì cháu cháu rể của dưỡng sáo ha. Thì này Toàn với anh Nhàn đo vài cây thôi. Chứ còn ở này dưỡng sáo không bán là bán tại vườn ha. Như quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích thì liên hệ cho dưỡng sáo. Bông bà, bông bà ha. Dạ. Cổ trên nè. Dạ. 30, 30 ha. Thì mình chỉ đo vài cây thôi nha quý cô chú anh chị. Toàn chỉ đo vài cây thôi. Thấp thằng 46. Dạ. Rồi, và thấp thằng 46 ha. Cái này là mai thường hồi xưa, mai hồi xưa hay gì anh nhỉ? Đúng rồi, mai xưa. Nó tầm bông nó tầm khoảng nhiêu cánh dưỡng sáo? Từ 5 tới 8. Từ 5 đến 8 cánh ha. Cây này này khoảng nhiêu năm tuổi ha dưỡng sáo? Cái này là mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm rồi ha. À, mỗi cây chi cành khá đầy đủ nha quý cô chú anh chị. Thì cặp mé dưỡng sáo thì cũng có mấy cây, tí nữa Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị các bạn đi ra phía sau ha. Thì phía bên đây có cây bự nè. Cây kế bên đây luôn anh nha. Cái đó chắc cỡ 6 người sát gốc nha. Cây này chi cành đều nè. Cây này hai mấy năm rồi. Dạ, cây này hai mấy năm ha. Thì Toàn với anh Nhàn chỉ đo vài cây thôi ha. Còn này thì giá cả thì liên hệ với dưỡng sáo ha. Toàn sẽ để cái số điện thoại và địa chỉ của dưỡng sáo bên dưới phần mô tả kênh. 51. Để cho quý cô chú anh chị các bạn biết ha. Hoành của nó 51 anh nha. 51. Dạ. Cái này thoát thân chắc cỡ khoảng tắc gửi ha. Tắc. À, thoát thân cỡ tắc gửi. Cây chi cành khá là đều ha. Đó. Chi cành thì đều từ dưới gốc lên tới ngọn lên nha quý cô chú chị. Dạ. Cây này hiện tại đang lên xù hết ta. Đang lên xù nè. Rồi sao gãy nhánh rồi. Cây này mà mặt bông nó nhiêu cánh dưỡng sáo? Từ 5 tới 8 cánh. À, từ 5 tính 8 cánh ha. Mấy cây chùm sao nói nha. Nha. Mấy cây chùm sao? Cái chùm đúng. Thì Toàn với anh Nhàn này đo thông số cho dưỡng sáo vài cây ha. Cái này Toàn quay trước để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết cái số điện thoại và địa chỉ nhà vườn của dưỡng sáo ha. Chiều cao cây này có 3 mét mấy không anh nha? Chiều cao 3 mét, ngang 3 mét. Chiều cao của này cây này tầm khoảng 3 mét ha. Thì Toàn chỉ quay sơ lược vài cây phía trước rồi Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi ra ngoài hè xem 20 cây ngoài kia luôn ha. Cái này có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích mai vàng á thì hãy đến vườn và mua ủng hộ cho dưỡng sáo ha. Toàn cũng cảm ơn rất là nhiều. Cây này chi cành, cái này mình uống hồi nhỏ hả ta? Uống nhỏ. Chi cành khá là đều ha. Cây này chắc bữa đế nằm thuốc dưới ha. Con lấy mấy cây chuồng sau ấy nha, là ở nhà. Ở phía trước này nhiều cây bự ha anh nha. 10 cây sao 10 cây. À, ở phía trước này 10 cây ha, ở phía sau 10 cây được. Rồi. Đi vòng đường kia nha. Vòng đường kia nó dễ hơn. Đi vòng đường kia không? Đi vòng đường kia nó dễ hơn. Dạ. Mấy cây chù 4 cây chù. Dạ. 5 cây chù. Đó, thì ở phía sau hè nhà dưỡng sáo cũng có 10 cây nữa. Ở này 10 cây hay anh nha. Thì nãy mình bổ đồng từ 25 cho đến 60 đi ha. Mỗi cây thì bổ đồng 25 cho đến 60. Mình đo khoảng 1-2 cây nữa anh nha. Thì Toàn với anh Nhàn đo thông số chỉ 1-2 cây thôi ha.
tâm thu mà. Dạ. Yeah. Giữ giống cái cũ dữ đó, màu liền giống cái cũ. 54. 54 ha. Ừ. Chù ở nhà, nhà cái đó là cái chù 36, 36 ha. Tay cành đó anh nha. À, thoát thằng đó. 47. À, thoát thằng nó là 47 ha. Tay cành nó 14. À, dạ. Hai cây hình thú cho lưng nha. Dạ. Cây chi cành khá là đều nha quý cô chú anh chị. Hai cây hình thú cho lưng. Cây này mặt bông nó khoảng nhiêu cánh ha anh nha? Từ 5 tới 7 cánh. Dạ, từ 5 đến 7 cánh nha quý cô chú anh chị. Thì toàn bên toàn bên nhàn chỉ đo sơ lược vài cây thôi ha. Còn có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích mai vàng thì mình ở xa hoặc ở gần rồi đó, hãy đến nhà vườn của Dương Sáu để chọn ra vài cây đẹp để mua cho mình về chơi Tết ha. Thì cái này cũng là mai Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Tháng này là tháng mình tháng mấy ha nhà? Tháng này tháng 7. Tháng này tháng 7 rồi. 7 ngày 7 7 âm lịch. Dạ. Lại quay cũng còn 4 5 tháng nữa Tết nữa rồi. Này con đo dưới cái nhà. Hình thú, à, này là cây này hình thú luôn ha. Đo cái cổ trước nè. À, tiếp theo là cây mai hình thú ở trong vườn là mai Dương Sáu luôn ha quý cô chú anh chị. Đó, cây này là mai hình thú ha. Bởi vì trong trong đây thì nó hơi khó đi chút xíu, mình sẽ đi một vòng để cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem ha. Đó. Ở đằng phía trước này có hai chân luôn ha. Ở phía sau cũng hai chân luôn, có như vậy có cái đuôi nè. Cái này đâu anh ạ? Ba chân á. Dạ, dạ. Cái này hai cái chân cả cái đuôi. Đo đo cái hào hào cái thấu thân đó anh nha. Đo dưới cái nhà. 30. 30 ha. Có 30. Dạ. Dưới nhà. Còn đo dưới đó đó. Dạ. 73. 73 ha. Phân 32. Có thằng 32 ha. Tại đúng không? 11. Rồi. Cây này chi cành khá là đều nha quý cô chú anh chị. Đó. Mấy cây này là ngoài hè này là mặt bông nó giống nhau luôn hay gì vậy sao? À, chi cành thì đều từ dưới gốc tới ngọn. Cây là cái chứ không phải là cây mới, cây lâu năm. Dạ. Chi cành thì đều từ dưới gốc tới ngọn luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cây mai này là cái hình thú ha. Đây, hình thú nè. Đây phía sau này hai cái giò ha, cái đuôi nè. À. Này là cái đuôi nè. Còn mấy trước này có hai cái giò luôn ha. Thì mỗi cây trong vườn 20 cây của Dương Sáu thì từ 25 cho đến 40 triệu một cây ha. Thì bình quân thì 25 cho đến 40 triệu nha quý cô chú anh chị. Thì toàn cũng rất mong là quý cô chú anh chị và các bạn mua ủng hộ cho Dương Sáu ha. Thì mai này là cũng là mai Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Và bên phía bên này cây mai hình thú luôn hay gì anh nhỉ? Hình đây bên này hình thú luôn. Thú luôn. Yeah. Ok, bên kia là xù. Yeah. Hình thú xù. Dạ rồi đó. Cái này trong đây hơi khó quay chút xíu nha quý cô chú anh chị. Tại vì ở trong chi cành nó dày đặc á. Toàn bên nhàn quay cũng hơi khó chút xíu ha. Hình thú luôn. À. Đó hình thú á. Đâu anh đo hào hào cái thóc thăng nó anh nè. Ba mươi hai. Và thóc thăng nó là 32 ha. Bảy mươi. 70 ha. Chi cành thì đều nè mấy cô chú anh chị, đều từ dưới gốc tới ngọn luôn ha. Cái này, cái này mặt bông của nó nhiều như sao? Cũng vậy luôn á. Cũng nè bạn. À. Từ 5 tới 6 bông. Đó. Nở luôn đó. Đây mặt bông của nó đây quý cô chú anh chị. Thì 2 4 6 8. Từ 5 tới 8 cành. Cái được. Cây chi cành khá là đều ha. Cái này dàn xương dày đặc luôn ha anh nha. Đặc quẹo luôn.
không có chỉnh sửa từ nhỏ tới lớn mà. Sửa từ nhỏ tới lớn luôn. Lên đây luôn nha. Cái đó cái sụn nha. Đây lên sụn. Cái này đang lên sụn ha. Đâu cái này mình đo hào hào cái thân nó anh nha. À tư đi. À, 34 ha. Bung 6. À 46 ha. Có thân ở đó luôn. 28. À 28 ha. Hiện tại giờ cây đang lên sụn luôn nè. Tay cành nó thêm cái nữa anh nhỉ. 15 cm ha. Đó, hiện tại giờ cây này đang lên sù nha quý cô chú anh chị. Đó, sù thì từ dưới gốc tới ngọn luôn. Đây. Đây sù chảy luôn ha. Chi cành thì nó đều nè. Đó. Cái mặt bông cũng như cây bên đó luôn ha anh nhỉ. Bay lâu rồi. Dạ. Đó giờ. Đó giờ. Bên đó được nha, mình đo vài cây được nè. Rồi, mình đo cái này thử anh nha. Ba mươi tám ha. 46. À. Phân 27. À. Tài luôn. Anh đem qua câu cho tay 18. Đó. Thì mỗi cây thì chi cành thì nó đều đều với nhau nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì phía sau của dựng 6 thì 10 cây, phía trước 10 cây nữa là 20 cây ha. Thì cái này là dựng 6 giao lưu là từ 25 cho đến 40 triệu một cây ha. Thì này toàn với anh Nhàn chỉ đo thông số vài cây cho dựng 6. Thì Toàn sẽ để cái số điện thoại và cái địa chỉ của dựng 6 bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết liên hệ với dựng 6 ha. Thì này Toàn với anh Nhàn là như đo là cũng như là bán tại vườn. Thì có quý cô chú anh chị và các bạn nào yêu thích thì đến vườn để chọn cho mình vài cây mai đẹp ha. Thì Toàn cũng cảm ơn rất là nhiều. Cái này thì Toàn với anh Nhàn chỉ đo thông số vài cây thôi ha. Thì cái này dựng 6 không bán tại vườn thì từ 25 cho đến 40 triệu đồng một cây ha. Thì rất mong là quý cô chú anh chị và các bạn mua ủng hộ cho vườn 6 ha. Thì Toàn cũng cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Đó. Thì đây tổng cộng là 20 cây hoành từ 25 cho đến 60 ha. Cây chia cành khá là đều. Thì mỗi cây 20 cây thì chi cành nó đều đều với nhau vậy mà quý cô chú anh chị. Thì có cây thì một cốt, có cây thì nhiều nhánh như nè. Rồi, thời lượng video của Toàn đã khá dài ha. Thôi Toàn cũng xin phép khép lại cái video. Của video Toàn cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì có yêu thích video của Toàn hẳn cho Toàn một like và một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn ha. Để Toàn có tinh thần ở những video tiếp theo hay hơn. Còn giờ thì bye bye. Bye bye nha.